Anh nhận được con chích này. Đây gọi là chích này, đen xì, màu đỏ. Đấy, còn cái loại màu vàng năm nay đánh cũng thấy được ít lắm anh em. Đây một đôi luôn. Chào toàn thể các anh em có liềm đam mê yêu thích đánh chim đêm nhé. Đặc biệt là anh em làm thợ đánh chim cúc biển. Đấy, nhiều nơi gọi là con chích ré đấy. Đấy thì Bắc Giang hôm qua thì đón chọn cơn gió Bắc về, nhưng mà vẫn ok lắm anh em. Vẫn là một đôi. Đấy, chim thì đây vẫn là chim đầu anh em. Đấy, có một con chim gọi là chim giữa thôi. Đấy, năm nay cái loại mốc quỷ đánh được rất là ít. Mốc chưa nào được nhiều luôn anh em. Khả năng là hôm nay thời tiết muộn thì chim nó đi muộn hơn sao. Đây anh em là con chích này. Đây gọi là chích này, đen xì, màu đỏ. Đấy, còn cái loại màu vàng năm nay đánh cũng thấy được ít lắm anh em. Đây một đôi luôn. Đấy, chim tinh đi theo đôi kiểu như này là nó gọi là chim đầu ấy. To ơi to anh em. Nó được rất hôm qua nó đi cũng muộn đấy, tầm 3 giờ sáng thì bắt đầu mới bắt được một đôi này. Còn gió thì hôm qua lúc đấy là đang gió to thì chim nó đi thì không hiểu kiểu gì, năm nay thời tiết như nào. Đấy, còn anh em tất cả tỉnh thành thì không biết tình hình thế nào, nhưng mà Bắc Giang thì đây một đôi chống móm anh em. Đôi chích nhé. Đấy, còn giới thiệu qua cho anh em là về cái bộ đồ đánh chích. Để anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ cho em. Đấy thì anh em thấy thực tế trên video đây là một đôi loa toa này. Ở đôi loa toa Indo này thì em đang đánh là tiếng đâm loa. Thường thường con chim nó sẽ đâm trực tiếp từ cái mặt này. Đấy, mặt ao bên kia và đây. Đấy, đây là đôi loa toa này. Đôi loa này công suất của nó là 10W nhé. Đấy, còn về cái tiếng gọi ấy. Tiếng gọi thì đánh ở trên kia là một toa một chiếc kèn ở khu vực bên trên kia. Đấy, tiếng đấy thì nó vẫn có bản là chỗ cua. Nó có một tí phôi là đâm loa cực mạnh, đâm ra cái lưới dài đấy thì nói chung là cứ được 2 con thì kiểu gì ở vế bên này một, bên kia một. Đấy, tiếng thì nó chuẩn, nó chia chim anh em. Đấy, còn giới thiệu qua cho anh em một chút là về lưới. Lưới này thì báo cáo đối với các bác là em cũng đánh từ vụ năm ngoái, nó cũng bạc trắng rồi nhưng em chả nhuộm đâu. Đây lưới đây. Lưới này là mắt lưới của nó là mắt 8 phân nhá. Đấy, mắt 8 phân. Và sợi lưới thì nó sẽ có hai loại để cho anh em lựa chọn. Một là sợi 19 thì là dòng lưới hải lợn, còn mà hai là sợi 20 là dòng lưới Nhật. Đấy thì bên nhà em thì chỉ cung cấp những cái dòng lưới mà ưu điểm để bán cho anh em thôi. Đấy, đây là sợi 20 dòng lưới Nhật. Đó. Cũng bạc rồi, nói chung là nhiều anh em bảo là thuốc nhuộm, nhưng mà bên cơ sở em là cứ bảo hành cho anh em là đánh hết một vụ là không phải nhuộm lại lưới. Còn ví dụ đến vụ thứ hai thì không dám cam kết, bởi vì nó qua quá nhiều ngày tháng rồi. Đấy, như tháng 8 đánh như thế này, đến tầm khoảng tháng 7 sang năm thì anh em lại bắt đầu đánh. Đấy, tháng 7 năm nay gọi là 1 năm rồi thì không thể bảo hành được, bởi vì nó phơi nắng phơi mưa thì cái thuốc nó cũng phai ra. Còn lưới thì em làm cho anh em là 5 diềm 4 túi. Chiều cao mắt lưới của nó thì ví dụ lưới hải lợi thì nó là 120 hoặc là 100 mắt. Đấy, còn lưới Nhật này thì nó chỉ có 100 mắt thôi. Còn thịt tùng lưới thì anh em nhìn thấy thực tế trên video này, thịt thì nhà em làm thì khỏi phải nghĩ rồi. Chim đâm vào thì bảo hành cuốn, tỷ lệ trèo có nhưng mà ít. Đấy, còn về để đánh được cái con chích này thì nó khá là đơn giản thôi. Đấy, các bác chỉ cần tiếng, bản tiếng ngon. Đấy, cái thứ hai nữa là lưới tốt, mình quây xung quanh một cái mặt nước, ví dụ như bờ ao này là ok. Còn riêng về con sâm thì đợt này khả năng nào lại phải mài lại thuổng rồi anh em ạ. 3 hôm rồi, tiếng của Xuân Huỳnh. Đấy, tiếng này thì không biết nó có ăn chim hay không, nhưng mà như tối hôm qua thường thường là phải đánh được sâm đấy anh em ạ. Đấy, gió Bắc nhưng mà nó cái thời tiết lúc nó im gió ấy, thì khả năng nó đi, nhưng mà tiếng này thì với anh Xuân Huỳnh thì em nghĩ là đánh nó sẽ không ăn. Đấy, anh bán 500.000 với cái giá là rất là rẻ. Thế nhưng mình không kêu ca thì tiếng nói chung là mình cứ test thôi, tầm khoảng 5-7 hôm nữa mà nó ok ấy. Đấy thì điện lại báo cho ông ấy, còn không ok thì coi như là thôi, chỉ giao lưu một lần thôi. Còn anh em xem được video mà muốn mua tiếng sâm này thì phải tham khảo kỹ lưỡng, cân nhắc nhé. Đấy, bởi vì nó cũng không có ok lắm đâu. Đấy, có cả tiếng vịt. Còn tiếng này thì em đánh chim lâu năm rồi em biết, có cả tiếng sâm của năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 của cả anh Quang Minh lẫn mấy anh em làm tiếng, nhưng mà ông ghép trộn lẫn vào nhau, nói chung là cũng không ok. Còn tiếng chích của bác Quang Minh năm nay thì khá là ok. Đấy, tiếng chích em đang đánh này. Đấy, tiếng chích này thì nói chung là mua đắt một chút nhưng mà nó ok. Đấy thì mình đánh nó được chim đây. Đấy, thực tế vào mặt này. Đấy, gió Bắc như thế mà anh em móm, đầy anh em móm nhiều ấy, thì lại 90% anh em móm với mình vẫn làm một đôi, thế là khá là ok rồi. Đấy, còn anh em nào mà mua loa lưới
đánh chim đêm, đặc biệt là con chích ré trong cái thời điểm này, thì anh em liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.